Như vậy này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành, và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành, như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Và thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai giới thân, giới lời, giới ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập những pháp giúp đạt đến chứng được quả bồ đề, vị ấy pháp tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có dục trào ra. Ai quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ, vị ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền não, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vị ấy được xưng gọi vị đoạn tận tất cả. Sa thú, em kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, em có thấy bàn tay của chị Lạc Lê, em kính mời chị. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bốt bài Kinh Tiểu Bộ, chương 3, Ba Pháp, phẩm bài 97. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỳ kheo, nào là giới tốt lành? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha đầy đủ, oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi, thấy trong những cái lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy này tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Và thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do diệt trừ các loại các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy một người có giới tốt lành,
có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi là, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng giáo hộ khéo tu tập. Những cái pháp giúp đạt đến những cái người những được quả bồ đề, vì ấy pháp tốt lành, được gọi là, được gọi là tỷ kheo, không có dục trào ra. Ai quán trí đau khổ ở đây, diệt trừ khổ, vì ấy tuệ tốt lành. Được gọi là không có các loại nghi ngờ, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vì ấy được xưng gọi vì đoạn tận tất cả. Dạ con đã đọc xong cái bài, dạ con kính kính mời, kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Bụt Tha Cá, chương 3, ba pháp, phẩm 5, bài 97. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỷ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, phá tí mốc khá, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú, tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Và thế nào tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo do diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy này các tỷ kheo, là vị tỷ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt là tốt lành, là được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến chứng quả, chứng được quả bồ đề, vì ấy pháp tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có dục trào ra. Ai quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ, vì ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi
mọi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái thâm đắm mọi sự vật ở đời. Vị ấy được xứng gọi vị đoạn tận tất cả. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư con và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng, xin phép được đọc bài Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 4 bài 97. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỳ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo có giới tốt lành, và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị có pháp tốt lành, như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Và thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo do diệt trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thánh trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỳ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập những pháp giúp đạt đến chứng được quả bồ đề, vị ấy pháp tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có dục trào ra, ái quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ. Vị ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham mọi sự vật ở đời, vị ấy được xưng gọi vị đoạn tận tất cả. Dạ, thưa con kính tri ân đạo tràng và quý sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, cô tu nữ, quý cô tu nữ. Em mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp phẩm 5 bài 97. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỳ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị có pháp tốt lành,
Như vậy là giới tốt lành và pháp tốt lành. Và thế nào là tuệ tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo là vị tỳ kheo có tuệ tốt lành. Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý, không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỳ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến, chứng được quả bồ đề, vị ấy pháp tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có dục trào ra, ai quán tri đau khổ, ở đây diệt trừ khổ. Vị ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỳ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoái sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi, không luyến ái tham đắm mọi sự vật ở đời, vị ấy được xứng gọi vị đoạn tận tất cả. Dạ, con đã trả bài xong, con kính dâng mít lại đạo tràng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô ấy mình. Nam mô Bích Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân Như Quang Lâm vào đạo tràng, và kính lễ cô tu nữ Tịnh Hạnh như vào đạo tràng. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy, và còn vị nào chưa đọc bài không thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Nam mô Bích Tha. Dạ, Rạng Đông ơi, còn vị nào chưa có cầm mít không Rạng Đông? Cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu ạ. À, mời Quyền Tịnh nha. Nam mô Bích Tha. Dạ. Nam mô Tha Ma. Dạ. Nam mô Sáng Kha. Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tịnh Hạnh, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, con kính tri ân cô Rạng Đông Xích Nhật Quỳnh, cô Hoa Huyệt đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 Ba Pháp Phẩm 5 bài 97. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo có giới lành, có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật này là vị toàn hảo. Này các tỳ kheo, thế nào là giới tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo giữ giới sống chế ngự, với sự chế ngự của giới bổn Bát Tí Mốc Khá, đầy đủ oai nghi chánh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo có giới tốt lành. Và thế nào là có pháp tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống chuyên tâm, chuyên chú tu tập bảy pháp giác chi. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị có pháp tốt lành. Như vậy là giới, con kéo xuống, như vậy là giới tốt lành, có pháp tốt lành. Và thế nào là tệ tốt lành? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo do diệt trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, này các tỳ kheo, là vị tỳ kheo có tuệ tốt lành.
Như vậy, một người có giới tốt lành, có pháp tốt lành, có tuệ tốt lành, được gọi trong pháp và luật là vị toàn hảo. Ai với thân, với lời, với ý không làm ác, vị ấy giới tốt lành, được gọi là tỷ kheo, có được lòng xấu hổ. Ai pháp khéo tu tập, những pháp giúp đạt đến chứng được quả bồ đề, vị ấy pháp tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có dục trào ra. Ai quán tri đau khổ ở đây diệt trừ khổ, vị ấy tuệ tốt lành, được gọi là tỷ kheo, không có các lậu hoặc, đầy đủ những pháp ấy, thoát khỏi sự phiền muộn, chặt đứt mọi nghi ngờ, không luyến ái tham đắm. Mọi vật ở đời, vị ấy được xứng gọi vì đoạn tận tất cả. Dạ, con kính tri ân cô Ràng Đồng. Dạ, con kính tri ân cô Ái Minh. Dạ, kính mời Xích Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Nguyên Tịnh. Cô Ái Minh, Xích Tina, cảm ơn Xích Tâm Phương, Xích Cảm Đồng. Ông bà, dạ cảm ơn Nguyên Tịnh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ bây giờ cũng đã đến giờ học bài mới. Kinh Tiểu Bộ bài 98. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung kính pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được trường tòa pháp tăng giảng dạy bài mới ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, ma đám mưa lành tươi thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, trước khi con thỉnh sư đem giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh kinh trước ạ. Cảm ơn thằng Đông. Kinh Tiểu Bộ Itipuṭṭhaka chương 3 ba pháp phẩm 5 bài 98 La Mã. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí: bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai sự phân pháp này: phân pháp tài vật và phân pháp pháp. Đây là phân pháp tối thượng trong hai loại phân pháp này, tức là phân pháp này. Các tỳ kheo, có hai loại như ít này,
nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích pháp. Này các tỳ kheo, đây là nhiêu ích tối thượng trong hai loại nhiêu ích này, tức là nhiêu ích pháp. Được gọi bố thí, thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn thẳng thắn với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc vô trí rõ biết vậy, ai lại không cúng dường? Ai dám đàm được cả hai nói lên và lắng nghe với tâm tư tịnh tính trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tội thắng thanh tịnh những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thệ. Hết rồi hả Trang? Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ bản chánh văn đã hết. Con xin thay mặt đại chúng tâm trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Lời đầu tiên đó thì chúng tôi xin được hôm nay đó là ngày mùng 5 Tết, năm Tân Sửu 2021. Lời chúc Tết tuy là khởi muộn nhưng mà nó cũng không phải là quá trễ so với cái mùa xuân đầu năm 2021 này. Trước tiên đó là chúng tôi xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện ở trong room, quý ngài thân tâm an lạc, Bồ đề tâm viên đắc và Phật sự viên thành. Chúc quý cô tu nữ luôn luôn được hưởng được trong sự an lạc ở trong chánh pháp. Và chúng tôi xin chúc quý Phật tử nam tín nữ bước sang năm mới có nhiều cái sức khỏe, dạng sự kiết tường, gia đình hạnh phúc, thành tựu mọi cái ước nguyện của mình ở trong đời sống. Đây là lời chúc Tết của chúng tôi trong ngày mùng 5 Tết đầu năm 2021, năm Tân Sửu. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, để đi vào cái bài học hôm nay, chúng tôi xin cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Pha Quan Tăng Á Phí Qua Đề Ni. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Xoa Khá Tô Phá Gá Quá Ta Thầm Mù Thầm Măng Nạc Mà Sa Mí. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhati Bano Phagawato Sawakasanko Sankang Namasami. Niết tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại, nguyện cầu ơn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài 98. Cái bài hôm nay đó thì phải nói rất quen thuộc với chúng ta với hai cái chi pháp, đó là tài thí và pháp thí.
Thì để tìm hiểu rõ hơn về cái ý nghĩa của cái sự bố thí như thế nào được gọi là phước báo cao thượng, như thế nào là phước báo không cao thượng lắm, chúng ta lưu ý như vậy. Trước tiên đó là nói đến cái từ bố thí, chúng ta thường được nghe rất là nhiều. Về các cái chi pháp hay là những bài pháp mà Đức Phật Ngài dạy đó, cả giới xuất gia cũng như là giới tại gia, cũng như là vua chúa cho đến những hàng thứ dân, thì thường đề cập đến những cái pháp liên quan đến pháp bố thí này. Như vậy thì bố thí nói trên góc độ của xã hội đó, thì chúng ta gặp bốn cái nhiếp pháp hay là tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Còn nói trên phương diện đối với những người tu tập thì bố thí là một pháp để trang nghiêm cái thiện pháp của mình, đồng thời là bổ túc các cái pháp độ ba la mật để chúng ta được cái sự giải thoát. Đó là điều mà chúng ta gặp ở đây. Như vậy thì khi mà nói đến bố thí đó, thì nhiều góc độ mà Đức Phật Ngài dạy, chứ không phải là chỉ một ở khía cạnh nào hay là nhiều đối tượng nào mà Đức Phật Ngài dạy bố thí. Như vậy thì cả xuất gia lẫn tại gia đều có cái pháp bố thí, cần có cái pháp bố thí. Trước tiên là chúng tôi nói cái từ bố thí ở đây, cái từ bố thí nguyên cái từ Pali ở đây là từ Đa Ná. Đa Ná ở đây cái từ bố thí có nghĩa là cho ra một cách rộng rãi, cho ra một cách rộng rãi. Nếu mà chúng ta cho ai một cái gì đó thì cái đó nó không chỉ là chỉ có vật chất không, mà bao gồm cả tinh thần, lời nói và những cái ý tưởng tốt đẹp mà chúng ta truyền đạt đến cho người khác, hay chúng ta khởi cái tâm của mình mang đến một cái sự an vui cho người khác, đó cũng được gọi là bố thí. Như vậy thì cái từ bố thí ở đây trong Phật giáo chúng ta có một cái từ nữa, từ gọi là cha gác, chữ CH á, cha gác, cha gác, cha gác ở đây có nghĩa là xả thí, xả thí. Thì ở đây cũng là thí, nhưng mà thí trong cái nghĩa cao hơn, đặc biệt hơn, tức là mang cái hàm ý ở nội tâm xả bỏ, không có dính mắc và không có câu chấp, hay hoặc là loại bỏ những cái thối hư, tật xấu, bợn nhơ của phiền não ở nội tâm, đó được gọi là xả thí. Chữ cha gá ở đây nó không có chữ H, xin lỗi, chỉ có chữ C và chữ A thôi, cha gá, không có C. Nãy chúng tôi đọc nhầm, chúng tôi nói lộn. Dạ, cảm ơn cô ấy mình rất nhiều. Như vậy thì khi mà mình bố thí mà mang một cái tâm trạng mà xả bỏ, xả ly một cái gì đó, hay hoặc ở nội tâm của mình mong là mình xả bỏ bớt những cái tham, cái sân, cái si, cái tà kiến ở trong tâm của mình, thì cái đó cũng mang cái nghĩa là xả thi, là như vậy. Ở trong nội dung của cái bài học hôm nay đó, là Đức Phật Ngài dạy có hai cái pháp gọi là bố thí, đó là tài thí, tài vật và bố thí pháp. Chữ tài vật ở đây, tài vật ở đây đó, thì bao gồm cả chữ A, Misa, Dana. Chữ A có dấu ngang đầu, chữ Misa, Misa, Dana, chữ Mis, Misa, Dana. Misa, Dana có nghĩa là tài thí. Cái thứ hai là Thamma, Dana, chính là pháp thí.
Thì lần lượt chúng tôi sẽ giải thích như thế nào Đức Phật Ngài dạy cho hai cái pháp bố thí này. Như chúng ta thấy rằng là về trên phương diện cá nhân, trên phương diện cá nhân á, chúng ta chia sẻ đối với một người nào đó, đối với một người nào, từ cái lời nói hay là từ cái lời nói hay là từ ở cái vật thế nào đó, thì cái đó được gọi là cái sự bố thí của chính mình. Mình đem đến Misa Dana, chữ Mis, bỏ cái chữ, bỏ bớt cái chữ Misa Dana, bỏ bớt cái chữ S, Misa Dana, Misa Dana. Dạ, cảm ơn. Rồi cái chữ Thamma Dana, như vậy là đúng rồi. Thì khi mà mình san sẻ cho ai một cái vật gì đó, hay cả cái lời nói của mình, thì cũng là được gọi là bố thí. Như vậy thì về phương diện cá nhân, ở trong gia đình của mình có thể chia sẻ cho những người thân của mình, ông bà cha mẹ quyến thuộc nhiều, chứ không phải là chỉ có một. Cho nên là trong kinh Mangala Suttang, kinh hạnh phúc đó, thì Đức Phật Ngài dạy là tiếp độ hàng quyến thuộc, bố thí hành đúng pháp, tiếp độ hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là phước lành cao thượng. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói muốn được cái sự an vui đó, thì trong đó mình có cái sự bố thí. An vui chẳng những cho đời này và cho đời sau. Rồi là mình tiếp độ quyến thuộc. Tiếp độ quyến thuộc ở đây là tiếp độ cả tinh thần lẫn vật chất, chứ không phải là chỉ có tiếp độ bằng vật chất không, mà cũng không phải là tiếp độ bằng tinh thần không. Như vậy thì mình chia sẻ đến với những người mà trong thân quyến của mình. Ví dụ như quý vị là người cư sĩ đi, mình Phật tử, mình chia sẻ đối với tài vật, lời nói tốt đẹp gì cho cái người thân của mình, con cháu, ông bà cha mẹ, cô dì chú bác gì đó, mình chia sẻ đến với họ. Ai ở đâu không xa đó chính là người thân ở trong gia đình. Mà nếu mà mình chia sẻ như vậy đó, cũng là một trong những cái cách bố thí của mình. Cho nên tiếp độ ở đây là tiếp độ cả lời nói, là tiếp độ bằng vật chất. Thí dụ như chúng ta nghe là bà Visakha đó, bà Visakha trước khi đi về nhà chồng thì cha bà có dặn bà những cái điều khi về bước chân về nhà chồng thì sẽ là như thế nào. Chúng tôi nhớ không lầm là 7 pháp, 10 pháp, 10 pháp. Thì trong đó có cái điều là giúp đỡ đến những người đáng giúp đỡ và không giúp đỡ với những người không đáng giúp đỡ. Có nghĩa là sao? Những người đáng giúp đỡ là những người thân quý. Khi người ta có khó khăn, trắc trở gì trong cuộc sống, chúng ta có thể giúp họ bằng lời nói. Ví dụ như là bây giờ mình cái lời nói của mình có thể giúp cho họ đi buôn bán, hay giúp lời họ về cái lời nói là với những cái kinh nghiệm nghề nghiệp gì đó mà họ học được từ nơi mình, là mình giúp đỡ quý cô bằng lời nói đó, bằng cái lời nói mà ta gọi là pháp. Ở đây chúng tôi nói trong cái nghĩa chữ pháp nó rộng là như vậy. Pháp nó có thể liên quan đến thế gian và nó liên quan đến vượt ra khỏi thế gian, nhưng mà đang nói ở đây đó, trong trường hợp này đó, là pháp liên quan với thế gian. Như vậy thì cái gì mà mình mang đến hạnh phúc cho người khác, đó là pháp. Hạnh phúc ở đây, hiểu ở đây là hạnh phúc trong cái nghĩa thánh, cái nghĩa thiện pháp nha, chứ không phải là ác pháp. Như vậy thì mình chia sẻ cho người thân mình cái lời nói, hoặc là mình giúp đỡ cho cái người thân của mình với một số của cải vật chất, vốn liếng để buôn bán hay là làm ăn cái gì đó, thì cái đó cũng được gọi là tiếp độ bằng vật chất.
nói cho cao hơn, xa hơn nữa, đó là những người đáng được tôn trọng và cúng dường, cung kính và cúng dường, thì mình nói trên phương diện cha mẹ của mình, ông bà của mình là những người mà mình đáng cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vì những người đó là những người mà chúng ta có thể, chúng ta đã mang ơn những người đó trực tiếp hoặc là gián tiếp, hoặc là nhiều hoặc là ít. Cho nên là chúng ta đối với ông bà cha mẹ là những người đáng cúng dường. Cho nên chúng ta chia sẻ trong cái vật chất của mình là đáng được tán thán, đáng được tán thán. Như vậy đó là về phương diện gia đình, cá nhân trong xã hội. Rồi trong gia đình, rồi giờ mình nói trên phương diện xã hội. Trên phương diện xã hội mà Đức Phật Ngài dạy rằng để mà một người sống ở nơi nào đó, thì để mà nếu mà con người mà mình ở đời đó, thì mình cần có cái bốn cái pháp mà trong kinh gọi đó là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp tức là bốn pháp làm nhiếp phục mọi người quý mến mình, gần gũi với mình và gắn bó với mình, vân vân. Như vậy thì làm cho họ được sự an vui. Bốn pháp đó là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí cũng là một pháp đầu tiên chúng ta chia sẻ. Rồi ái ngữ tức là chúng ta nói những lời dịu ngọt, nhẹ nhàng, mang đến cái sự hỷ lạc cho người khác bằng cái lời dịu ngọt, nhẹ nhàng, ái ngữ. Rồi lợi hành tức là mình làm cái gì có lợi cho những người khác, lợi cho mình và lợi cho người khác, lợi cho người và lợi cho người khác. Lợi ở đây chúng ta hiểu cả vật chất lẫn tinh thần. Và cái pháp thứ tư nữa là đồng sự, tức là chúng ta phải hòa nhập vào trong một cái việc thiện pháp đó. Nếu người ta hướng dẫn người ta làm thiện pháp thì mình cái người là phải dẫn đầu, mình phải hướng dẫn cho người ta, mình phải làm những cái thiện pháp, mình vừa nói mà vừa làm, vừa khuyến khích người khác làm cái điều thiện gì đó, từ bất cứ một cái thiện pháp nào chúng ta làm. Thì khi mà mình đồng sự với người ta, có nghĩa là mình gọi là đồng cam cộng khổ với người ta đó, để mà mình cùng làm những cái thiện sự đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc gì cũng có thể thành, có thể thành. Vì vậy cho nên là bốn cái pháp này đó mang cái tính xã hội: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Như vậy thì Phật dạy cho mình về mặt xã hội, mình giúp đỡ cho ai trong cận lần, trong nói trong một cái gì trong gia đình mình, nói rộng hơn là chút là làng xóm, nói rộng hơn chút là cả xã hội. Nếu mà mình bố thí, có bố thí, mình tiếp xúc với ai mình có ái ngữ, tiếp xúc với ai mình làm cái gì đó, thì mình cũng cũng mang đến cái sự lợi ích cho người khác, lợi ích cho mình. Rồi cái thứ ba nữa là, thứ tư nữa là mình cùng làm với họ trong cái thiện sự. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái thiện sự gì mình làm cũng có thể dễ dàng thành công. Và cái thiện sự đó nó đã giúp cho mình, cũng mong sao đó là đời sau, đời kiếp sau, kiếp sau đó, chúng ta sẽ có một cái sự dây nhân duyên liên kết với nhau, mà ở đó là những người thân quyến của chúng ta. Mà những người thân quyến ở đây là những người thân quyến gọi là thuận dòng, thuận dòng chứ không có nghịch dòng. Thuận dòng là sao? Mình làm việc thiện mà thân quyến của mình cũng đồng tâm với mình làm việc thiện, đồng tâm với mình làm việc thiện, thì cái điều đó rất là quan trọng. Còn nếu mà nghịch dòng á, là ở trong gia đình, trong một người nào đó, có một người nào đó họ chống trái, họ không thích, họ không làm, thậm chí họ có những cái lời chống trái lại, thì như vậy chúng ta biết là cái người đó là cái người nghịch dòng, do là nó cũng thiếu một cái duyên gì đó. Để mà có cái duyên chữa đời này đời sau á, như chúng ta nhớ cái câu chuyện của cha mẹ của Nakula, một lần nọ gặp Đức Phật. Rồi hai vợ chồng đồng giữ giới, đồng niềm tin đối với Tam Bảo, có niềm tin đối với Tam Bảo, rồi là đồng giữ giới, rồi đồng có cái sự hiểu biết của mình bằng cái trí tuệ, hiểu biết giáo pháp, thực hành giáo pháp, hiểu biết nhân quả. Rồi đó hai vợ chồng đồng làm thiện sự, hả, cái làm cái việc gì đó thì hai vợ chồng cũng lòng làm, cả bố thí, cả cái việc mà đồng niềm tin,
rồi đồng giới hạnh, rồi đồng cái trí tuệ hiểu biết như vậy. Cho nên là Nakula, mẹ, cha mẹ Nakula, ông và bà đều nói với nhau là con không những gặp bà đời này không á, mà còn gặp ở đời nữa. Và bà cũng nói với ông là con không những gặp ông ở đời này không á, mà còn gặp ông ở đời sau nữa. Là vì sao? Đồng niềm tin, đồng giới hạnh, đồng trí tuệ. Cái đồng này á, là chúng ta hiểu là do rằng hai vợ chồng cùng có ba cái pháp đó, cho nên là chẳng những đời này làm vợ chồng, đời sau làm vợ chồng. Chúng ta đang nói ở trong cái hạnh phúc của dân gian, của thế gian, chứ chưa nói đến cái phước của xuất thế gian. Đó là trên, chúng ta nói trên phương diện xã hội. Bây giờ chúng ta nói đến cái phương diện mà tu tập của chúng ta. Khi một người tu, chúng ta bố thí. Thường nói đến bố thí, tức là chúng ta bước đầu tiên là chúng ta tập tành bố thí. Khi mà thí ở đây đó là có đối tượng để nhỏ thọ thí, thấy không? Có đối tượng để thọ thí. Chứ bây giờ mình cho ai mà không có cái người đó thì làm sao, không có đối tượng thì làm sao mà chúng ta cho được? Hay chúng ta nói một cái lời gì tốt đẹp đó cho ai đó mà không có cái người đó thì làm sao chúng ta không nói được? Cho nên là phải có cái đối tượng để chúng ta nói, hay là để phải có cái đối tượng để chúng ta bố thí. Chúng ta bố thí. Cái yếu tố thứ hai là chúng ta phải có cái vật thí. Có cái vật thí mà trong kinh gọi đó là Dayya Thamma Sampatti, có nghĩa là cái đối tượng á, ở đây là Khetta Sampatti. Chữ Khetta ở đây trong cái nghĩa đen của nó là miếng ruộng, miếng ruộng. Khetta ở đây trong cái nghĩa ý nghĩa pháp là đối tượng, đối tượng. Đối tượng ở đây là đối tượng mà chúng ta cho, chúng ta bố thí. Cái thứ hai là đây giá thăm ma sa ma tí là cái vật mà chúng ta cho. Bây giờ ngay cả cái lời nói ta cúng cũng vậy, cũng được xem như là cái chia sẻ. Mà đây chúng tôi đang nói đến cái bố thí tại vật đó, cái vật thí, đây giá thăm ma sa ma tí. Và cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố rất là quan trọng, đó là tâm lý của chúng ta, tức là citta samatti. Cả ba cái pháp đó, citta samatti ở đây là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta, cái tâm của mình là phải có cái niềm tin, đặt trọn vẹn cái niềm tin ở trong cái việc thí của mình, tránh đi cái tình trạng là bực bội, khó chịu, sân hận, hay hoặc là không hiểu biết. Chúng ta làm việc gì thì biết, hiểu biết cái kết quả của cái việc đó, và giữ cái tâm của mình đừng để cho bị tham chi phối, sân chi phối, phiền muộn chi phối, mà chúng ta luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh, khởi cái tâm với cái niềm tin của mình đến cái việc mà chúng ta thí đó. Như vậy thì cái vật thí ở đây đó là rất là quan trọng. Cái tài thí, tài thí ở đây đó, thí dụ như chúng ta biết là cơm, canh, bánh, trái, quần, áo, thuốc, than, tất cả những cái vật đó. Nói cho cùng á, giống như là trong kinh Tương Ưng Phật dạy là cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, cho xe là cho lạc, cho đèn là cho mắt. Ai cho chỗ trú xứ, vị ấy cho tất cả. Ai giảng giải chánh pháp, vị ấy cho bất tử. Như thế dựa vào cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bố theo cái tinh thần nhân quả, là chúng ta cho cái gì, cái gì thì chúng ta sẽ được cái đó, được cái quả đó, được cái quả đó. Ở đây có nghĩa là không phải là giống như là chúng ta hiểu rằng không phải là chúng ta bố thí thuốc á, là mong là để đời sau mình bệnh để có người khác cho thuốc, cũng không phải, hiểu không? Ở đây là mình bố thí thuốc để rồi mang đến cái sự an vui cho người khác, khi nhờ có thuốc men chữa bệnh cho người khác đó, để rồi đời sau mình cũng phải ít bệnh đi, ít bệnh đi, ít bệnh. Hay hoặc là chúng ta giống như là không phải là chúng ta cho cái lưỡi lam cho ông thầy tu để rồi đời sau mình được cái lưỡi lam để cạo đầu, không phải, hiểu là như vậy.
Cho nên là ở đây đó là cái nhân quả ở trong cái nghĩa là khi mà mình cho ăn, tức là cho cái sức lực, cho mặc, tức là cho y phục đó, nó là cái sự trang sức cho người khác, thì đời sau mình sẽ là cái người đẹp, mình nói như vậy. Rồi cho phương tiện, tức là cho đến sự an vui cho người khác. Nhưng mà cho cái và ai giảng giải chánh pháp đó, thì thật sự là người đó mới là cho cái bất tử, cho cái bất tử. Như vậy thì Phật nói chúng ta là bố thí cái pháp thứ nhất đó, là bằng tài vật, bằng tài vật. Tài vật thì bất cứ cái vật gì cũng vậy, chúng ta cúng dường. Nhưng hiểu là như thế này, thường thường đó là trong nhân quả mà, chúng ta cho cái gì sức thì chừng nữa chúng ta được cái quả sớm nhất, chúng ta sẽ hưởng cái đó. Chúng ta sẽ hưởng cái đó. Rồi chúng ta cho cái vật cao quý thì chúng ta sẽ được cái vật cao quý. Thường thường đó, trong có một số người suy nghĩ là đồ này mình cũ rồi, mình xài rồi, bây giờ nó cũ kỹ thôi, mình không xài nó, cho ta đi. Thì mình cho cái đó, đó là cho bằng cái vật thấp kém, cái vật thấp kém. Cho nên là nữa mình được cái quả là cái gì người ta không cho, người ta không xài nữa, người ta cho mình, nó cũ kỹ. Nhưng mà cái người mà cho cái vật mới á, cái vật gì giống như mới phát minh nè, hay là trái cây mới đầu mùa chúng ta cho đó, hay là lúa gạo mới đầu mùa chúng ta cho cái vật đó, thì thật sự là chúng ta được cái quả là nửa cái gì mà có sớm nhất là chúng ta có hưởng trước. Chúng ta đang nói ở trong cái nghĩa tương đối cái bố thí ở đây thôi. Nhưng mà quý vị bố thí bằng tài vật thì có nghĩa là mong cho cái sự xả ly của trong nội tâm mình. Có nghĩa là mình bố thí tài vật, mình mong sao cho mọi người được cái sự an vui, và mong cho cái tâm của mình xả ly bớt những cái phiền não cấu quế trên phương diện của những người tu tập của chúng ta là vậy. Mình cho một phần gì cho người khác thì mong cho mình, bản thân của mình xả đi, bỏ đi những cái bợn nhơ cấu quế phiền não để mà mình tu tập được sự giải thoát. Điều đó rất là quan trọng. Còn mình bố thí mà còn mong quả tương lai thì cái đó là gọi là bố thí hữu lậu. Nhưng mà mình bố thí mà mong cho sự giải thoát ở trong tương lai, mình mong được sự giải thoát, mong xả ly những cái phiền não ở nội tâm của mình, nguyện chứng đắc niết bàn giải thoát trong tương lai, đó là cái ý nguyện tốt đó chứ. Mà ở trong tứ chánh cần, tức là hay là tứ như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc và thẩm như ý túc. Cho nên là mình phải có cái ý muốn thiện, ý muốn được giải thoát, ý muốn được tu tập, ý muốn được thực hành những thiện pháp. Mình phải có cái yếu tố đó. Nếu mình có ý muốn thì không được. Cho nên là phải có dục như ý túc, rồi phải có cái sự siêng năng cần mẫn nỗ lực mình mới làm được. Rồi tâm và thẩm ở đây tức là chỉ cho thiền, chỉ cho đạt được cái tâm được định tĩnh và cái trí tuệ được thẩm sát, hay nói cao hơn tí nữa tức là chúng ta chứng đắc được thiền, các cái thiền chứng trong thiền chỉ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và thẩm như ý túc ở đây là chúng ta quán sát để đoạn trừ phiền não, giải thoát, đó là bằng với cái trí tuệ, đó là thẩm như ý túc. Như vậy thì cái điều mà mong muốn của chúng ta, mong muốn được giải thoát, mong muốn được xả ly phiền não, thì cái yếu tố đó rất là cần. Cho nên ở đây nói đến cái việc mà mình bố thí trong cái vật dục đó, vật dụng đó, cái tài vật đó. Bây giờ cái bố thí thứ hai nữa đó, muốn nói, tức là Đức Phật Ngài nói rằng cái bố thí pháp đó, chữ Thammadana ở đây, có nghĩa là bố thí pháp. Thì cái bố thí pháp ở đây là bố thí cái gì? Xin thưa quý vị, nói trên phương diện thế gian này, mình biết những gì tốt đẹp, lời lẽ tốt đẹp mình khuyến khích người khác, cái đó nó cũng là pháp đó. Rồi mình biết những cái nghề nghiệp gì mà nó chân chánh, bằng cái nghề nghiệp chân chánh này, bằng bàn tay lao động của họ, bằng những cái khối óc của họ, công sức của họ, họ hiểu được những điều đó, họ chia sẻ với những người khác, có được những cái nghề nghiệp, có những cái nghề nghiệp. Đức Phật Ngài dạy rằng
người cư sĩ có được cái sự an lạc là do thu hoạch được những cái tài sản chính đáng và chính mình làm ra. Như vậy thì để có được cái tài sản chính đáng do mình làm ra thì mình, bản thân mình phải có những cái kiến thức chuyên môn, cái kiến thức chuyên môn, những cái chuyên môn ở trong cái nghề nghiệp gì đó, bất cứ từ ở làm nông, từ ở dịch vụ, hay là từ ở thương mại, hay là từ ở những cái ngành nghề chuyên môn nào đó mà mình truyền đạt cho người khác cái nghề chuyên môn đó, cái hiểu biết chuyên môn đó, để người khác bằng với bàn tay lao động, họ lao động, họ làm ra của cải vật chất để họ có được sự an vui. Họ an vui cho họ và giúp cho những người chung quanh của họ hay là xã hội được an vui. Thì cái đó đó cũng được gọi là pháp. Cũng được gọi là pháp. Cho nên là nhiều khi là mình chúng ta nhớ là một điều đó. Kinh trong cái tập kinh gọi là Cha Tá Cá Bổn Sanh á. Bổn Sanh thì có một bộ Bổn Sanh thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch ra cuốn Mỏng Mỏng, hoặc là những vị mà ở trong học viện ngày xưa, trong viện nghiên cứu dịch đó, thì nó có rất là nhiều tập Mỏng Mỏng thôi, nhưng mà rất là nhiều câu chuyện. Và mặc dù là những cái câu chuyện đó là Cha Tá Cá nó thuộc về tiểu bộ kinh, được xem như là sang định và được rút tỉa ra từ ở trong Tam Tạng, ở Tam Tạng Thánh Điển đó, rút tỉa ra trở thành cái bộ kinh Cha Tá Cá. Bộ nội dung của bộ kinh Cha Tá Cá này là kinh Bổn Sanh á, là nhằm để nói đến tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử của Đức Phật. Nếu chúng ta là những người tu hành, dĩ nhiên chúng ta có tin đời kiếp sống quá khứ, kiếp sống hiện tại và kiếp sống tương lai, và nhân quả nghiệp báo đều có. Cho nên trong cái nội dung của bài kinh đó, nó nhắc đến tiền kiếp của Đức Phật thì hoặc là đệ tử của Đức Phật, kiếp làm vật, con vật, hoặc là kiếp làm người. Có khi Đức Phật đó là những vị mà quý vị biết rằng là những người hiền trí ở trong một xã hội, hay có khi Đức Phật là một cái con vật thông minh nào đó. Khi mà mình nói rằng là khi còn là Bồ Tát nha, con vật thông minh nào đó, từ con chim lớn nha, con chim lớn chứ không phải con chim xe sẻ nhỏ đâu, rồi từ ở những cái con khỉ, hay là con voi, hay là con sư tử, vân vân. Cái đó có thể là nhân cách quá, nhân cách quá, từ cái hình ảnh của những con vật để nói đến cái hình ảnh của Đức Phật và thánh đệ tử của Đức Phật. Thì khi mà Ngài làm con vật gì đó cũng là nói đến một cái con vật thông minh, con vật mà có thể dẫn đầu đàn. Rồi khi mà Ngài làm một cái người hiền trí ở trong xã hội, một địa phương nào đó, ở trong một cái xã hội nào đó, trong một địa phương nào đó, thì Ngài cũng luôn luôn dùng cái kiến thức của mình, cái kiến thức của mình từ ở các cái nghề nghiệp để Ngài dạy cho những cái người trong làng xóm, thanh niên trong làng xóm đó được học những cái nghề nghiệp đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy để cho quý vị thấy rằng khi chúng ta còn luân hồi thì dĩ nhiên là chúng ta còn phải chịu tương tác của nghiệp. Và nên nhớ rằng chúng ta cũng là một vị Bồ Tát, chúng ta còn là phàm phu có ý nguyện tu, mặc dù là chúng ta không biết là có nguyện ở trong tâm, hay là phát nguyện ra lời, hay là được một Đức Phật quá khứ thọ ký cho chúng ta, nhưng mà điều đó chúng ta khoan nói. Nhưng mà chỉ nói rằng là chúng ta có cái ý nguyện thực hành những thiện pháp để hướng đến giác ngộ, đó là những vị Bồ Tát. Đó là những điều đó. Cho nên là Đức Phật làm, nếu mà ở trong một vai trò một con vật đầu đàn thì Ngài luôn luôn dắt dẫn cái đầu đàn đó có cái sự an vui cho cái đầu con vật đàn vật đó. Khi mà Ngài làm người á, thì làm người hiền trí ở trong xã hội á, thì Ngài luôn luôn dùng cái kiến thức nghề nghiệp chuyên môn của Ngài để Ngài dạy cho những cái người thanh niên, những cái người sống ở trong làng đó được sự an vui. Và khi mà Ngài làm một cái vị đạo sư nào đó cũng luôn luôn dùng cái thiện pháp để hướng dẫn. Hay hoặc là Ngài làm một cái vị vua hay là vị quan trong một địa phương nào đó, hay là một quốc gia nào đó, thì Ngài luôn luôn dùng thiện pháp để hướng dẫn cho những người khác. Như vậy thì ở đây đó, nói đến pháp tức là cái ý nghĩa thứ nhất chúng tôi muốn nói ở đây đó, ý nghĩa thứ nhất mà chúng tôi muốn nói ở đây tức là Đức Phật Ngài chia sẻ với những cái gì từ cái lời nói của mình, kiến thức của mình,
kiến thức, trình độ chuyên môn của mình để mà mình hướng dẫn, giúp đỡ cho người khác có được sự an vui bởi bằng với cái nghề nghiệp bằng tay lao động, giúp cho họ có một cái tri thức đúng đắn để họ tạo dựng cái sự an vui, hạnh phúc cho họ. Đó là cũng là một pháp. Cái điều nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là khi nói đến pháp ở đây là hiểu, là Đức Phật Ngài nói là có hai cái loại cái loại bố thí. Một là bố thí bằng tài vật, hai là bố thí pháp. Thì Đức Phật Ngài mới rút lại dưới này nè, bố thí pháp là bố thí cao thượng. Thì chúng ta phải hiểu ở đây đó, có một câu pháp cú Đức Phật Ngài dạy như vậy nè, pháp thí thắng mọi thí. Cho nên cái sự thí nào đó cũng không bằng pháp thí. Mà hiểu cái pháp thí thắng mọi thí ở đây đó là giảng dạy giáo pháp này, giảng dạy giáo pháp. Bởi vì nếu chúng ta có cho họ những cái tài vật thì họ chỉ an vui cho một đời sống này thôi, chứ họ còn phải luân hồi, còn phải chịu nghiệp khổ, còn mọi thứ trên cuộc đời này. Họ còn luân hồi thì còn khổ đau, dù là chúng ta ở một cái vai trò nào trong xã hội, hay là một vai từng nào ở trong xã hội, vai từng trong xã hội. Như vậy thì chúng ta ở vai từng nào ở xã hội hay là vai trò nào trong xã hội đó, thì phải nói một điều đó là chúng ta phải luôn luôn có cái gì, tức là một người nào đó phải dùng cái pháp này. Khi mà Đức Phật Ngài nói rằng là mình bố thí pháp là bố thí cao thượng, thì ở đây nếu một người nào hiểu và thực hành lời dạy của Phật, bởi vì chỉ có cái người hiểu và thực hành lời dạy của Đức Phật thì người đó mới có thể hy vọng được cái sự giải thoát, giải thoát tức là chứng đắc niết bàn, chứng đắc giải thoát trong tương lai. Và cái người mà giải thoát ở trong tương lai thì thật sự là cái người đó mới là được cái hương vị của giáo pháp, thì cái người đó mới thật sự là cao quý. Là cái sự bố thí mà bằng pháp đó thì phải nói rằng là cái bố thí đó là bố thí cao thượng. Bởi vì giờ đây nè, ví dụ như quý vị biết được thực hành theo lời dạy của Phật thì ít ra đó chúng ta có được cái đời sống an vui trong đời sống hiện tại này. Rồi chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta mới có thể có những cái thiện pháp, thực hành những cái thiện pháp. Từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước. Và đặc biệt là chúng ta thực hành giới, định và tuệ, tức là nền tảng tu tập của Đạo Phật mà Đức Phật Ngài dạy, giới, định và tuệ đó, để chúng ta tu tập để hướng đến sự giải thoát. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước đó đó, cái bố thí đó rất là cao thượng, rất là cao thượng. Bởi vì chính giáo pháp mới mang lại cái sự lợi lạc cho người ta, giải thoát cho người ta lâu dài thôi. Còn tài vật đó, nó chỉ mang lại nhất thời ở trong một cái lúc nào đó hay là trong một kiếp nào đó thôi. Còn nếu chúng ta tái sanh lại làm trời, làm người đó, thì chúng ta cũng hưởng trong cái tài vật đó thôi, những cái vật chất đó. Thí dụ như người tái có khước, tái sanh lại làm người đó, thì cái người đó hưởng khước ở cõi người, có đầy đủ vật chất, vậy có đầy đủ địa vị, có đầy đủ những sự cao sang, có đầy đủ những sự hầu hạ, vân vân. Rồi người ta sanh lại làm một vị thiên á, một vị thiên nào đó ở cõi trời đó, thì rõ ràng là cái người đó hưởng phước thiên sắc, thiên hương, thiên danh xưng, thiên tọa mạng. Nhưng mà rồi đó thì người ta hết cái phước ở kiếp đó thì người ta cũng tái sanh luân hồi trở lại. Bản thân của mình cũng vậy, bởi vì mình chưa được giải thoát mà. Cho nên là chỉ có cái người mà thực hành giới, tức là thực hành giáo pháp của Đức Phật. Bởi vì sao? Chúng ta hiểu một điều đó là sở dĩ chúng ta luân hồi là do vô minh, do tham ái, những cái điều đó. Nói cho rộng hơn là do sự chấp thủ của chúng ta, dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Còn do ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, hay là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, hay là do vô minh là chúng ta không biết những điều đáng biết và chúng ta chỉ biết những điều không đáng biết. Những điều đáng biết là gì?
khổ, tập, diệt đạo. Tức là những sự thật đó. Đó là những sự thật. Gọi là đế là sự thật. Hay là chân lý là sự thật. Cho nên cái khổ này chúng ta dù cái cảnh nào đi nữa. Cái mà chúng ta có cái cảm nhận khổ đó. Thí dụ như một bất giác một lúc nào đó chúng ta gặp cảnh bất trắc. Chúng ta gặp cảnh bất trắc. Rồi khi mà chúng ta gặp cái cảnh bất trắc như vậy đó thì chúng ta biết cái này mình bị khổ quá. Sao mà cái hoạn nạn, việc này việc kia xảy với mình sao khổ quá. Thì cái mà cảm nhận khổ của mình á cũng chỉ là cái cảm nhận của những người phàm phu thôi. Chứ rồi sau hết cái khổ đó thì mình cũng trở lại cái sự mê mờ trở lại. Còn đối với các cái bậc thánh thì các ngài nhận thức được sự khổ. Sự khổ này đó nó tiềm ẩn dù nó là thô hay là tế khi còn hiện khởi ở trong đời sống luân hồi này. Dù là thân này, thân người hay là thân chư thiên hay là thân khổ cõi khổ khổ thú thì cũng đều là khổ hết. Người ta phải nhận khổ đó. Cho nên là khi mà nhận thức được khổ ở trong cái gọi là cái trí đạo, cái trí của bậc thánh thì thật sự là cảm nhận được cái khổ một cách chính xác, rõ rệt và hết sức là tỉ mỉ ở trong cái đời sống luân hồi của mình. Cho nên là ở đây đó, đối với các bậc thánh mới thấy khổ. Còn chúng ta chỉ cảm nhận cái khổ nhất thời nào đó thôi. Nhưng mà sau khi hết khổ thì chúng ta cũng đâu trở về đấy. Khổ thì bất khổ. Nhưng mà mê vẫn là mê. Mê vẫn là mê ở đây chính là chỉ cho vô minh. Vô minh. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì các ngài thấy được cái khổ. Rồi ngài thấy được cái nguyên nhân để đưa đến khổ. Nguyên nhân đưa đến khổ mà trong kinh gọi đó là tập đế samudaya sacca, tức là cái ái nhiễm ở trong đời sống của mình mà bắt nguồn cái tham ái đó. Cho nên cái ái này là cái gì? Cái truy tìm nè. Ái này là cái mà chúng ta đi tìm kiếm, truy tìm nè, rồi chúng ta ưa thích nè. Chúng ta tìm kiếm ưa thích ở trong bất cứ một cái khía cạnh nào. Và ở trong kinh Tương Ưng, Đức Phật ngài nói là ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ai ưa thích với thọ thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ai ưa thích với tưởng thì người ấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ai ưa thích với hành thì người đó ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Ai ưa thích với thức thì người đấy ưa thích với khổ. Ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Như vậy thì do chúng ta chấp thủ vào ở trong cái sự ái luyến đối với ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Và do ái và chấp thủ ở trong năm quẩn ấy, cho nên là chúng ta không bao giờ thoát khổ. Mà cái điều mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta nhận thức được cái bản chất của sự khổ, rồi mình nhận thức được, thấy được cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là chính là tham ái. Dĩ nhiên khi Đức Phật ngài nói đến cái khổ thì ngài cũng nói đến cái nguyên nhân đưa đến khổ, và ngài nói là có một trạng thái chấm dứt khổ. Một trạng thái chấm dứt khổ là khi mà mình vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của tham ái và vô minh thì mình không có khổ. Còn ở đâu còn chứa chấp của vô minh, mặc dù là cảnh thủ hay là thủ, hay là cảnh thủ pháp thủ hay là cảnh thủ, thì cái đó cũng đều gọi là sự ngã chấp hết, sự chiến mắt tham ái ngã chấp ở trong. Và khi mà có ngã chấp thì khổ đau vẫn có. Cho nên khi nào mà chứng đắc niết bàn là đoạn trừ của tham ái, mà đoạn trừ của tham ái, đoạn trừ của vô minh, tức là minh vô minh diệt minh sanh, vô minh diệt thì minh sanh. Đức Phật ngài nói như vậy. Nơi đâu mà minh sanh thì vô minh diệt, mà minh vô minh diệt thì minh sanh. Chữ minh ở đây là sáng suốt, mà vô minh là cái mà không sáng suốt, không sáng suốt.
Như vậy thì minh ở đây, minh sanh ở đây đó, là chúng ta chỉ đến cái việc mà từ ở cái sanh tử minh, cái túc mạng minh, từ ở cái sanh tử minh, rồi từ ở cái lậu tận minh. Bởi vì một vị mà chứng tam minh là nói đến ba minh, tức là túc mạng minh, sanh tử minh, hay gọi là thiên nhãn minh, hay là sanh tử minh, rồi thứ ba đó là lậu tận minh. Cái người mà thấy rõ được cái đời sống luân hồi của mình, kiếp này tái sanh như thế này, kiếp kia tái sanh như thế nọ, rồi làm thân người, làm thân thú, làm thân chư thiên, làm thân phạm thiên, vân 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 vân, làm thân cảnh khổ, rồi thấy được những cái nghiệp gì mà làm cho chúng ta tái sanh ở cảnh giới đó, cảnh giới đó. Và cuối cùng đó là minh sanh ở đây là chỉ cho cái lậu tận minh, tức là khi mà trí tuệ sanh khởi lên thì tự động đoạn trần được dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Bốn pháp lậu này là bốn pháp ngâm tẩm nhận chiền chúng sanh sanh tử luân hồi. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên là nhận tìm, nhận chìm và ngâm tẩm chúng sanh. Chữ lậu ở đây là chỉ cho gì? Chữ asawa. Asawa, asawa ở đây tức là chỉ cho những cái pháp ngâm tẩm nhận chìm chúng sanh luân hồi, từ dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Như vậy thì cái người mà hiểu được cái nguyên nhân đưa đến khổ, rồi cái người mà giác ngộ được, thấy được những cái pháp mà đưa đến chứng đắc, tức là cái người mà thực hành cái con đường đạo đế này, con đường đạo đế tức là gì? Thực hành giới, thực hành định và thực hành tuệ. Thực hành giới, định và tuệ. Khi mà ba cái nền tảng này một vị mà tu tập, đang giai đoạn tu tập, bởi vì chúng ta hiểu là sở hữu bát chi đạo đó, nếu nói trong Di Diệu Pháp, sở hữu bát chi đạo đó, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định đó. Thì chánh kiến ở đây là sở hữu trí tuệ. Chánh kiến ở đây là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy ở đây đó là sở hữu tâm. Chánh ngữ tức là sở hữu chánh ngữ. Chánh nghiệp là sở hữu chánh nghiệp. Chánh mạng là sở hữu chánh mạng. Chánh niệm là sở hữu niệm. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Và chánh định là sở hữu nhất hạnh. Khi sở hữu bát chi đạo này mà nó sanh ở trong tâm hiệp thế, đặc biệt là tâm đại thiện, tám tâm đại thiện, tâm hợp trí, tâm ly trí, hay là tâm ở đây đang nói tức là tâm hợp trí, tâm ly trí, tâm xả, hay là tâm hỷ, hay là tâm hữu trợ, hay là tâm vô trợ. Ở đây đang nói đến những cái tâm mà chúng ta tu tập. Như vậy thì trong giai đoạn mà sở hữu bát chi đạo này họp ở trong tâm đạo của chúng, xin lỗi, ở trong tâm đại thiện của chúng ta, thì đó là giai đoạn mà chúng ta hiện giờ là chúng ta đang tu tập bằng những cái tâm đó. Thì những cái tâm đó có thể là có lúc có cái này, lúc có cái kia, lúc có chánh kiến, có khi không có chánh kiến, có khi thì có chánh tinh tấn, nhưng mà khi cũng không có chánh tinh tấn. Cho nên cái này nó không có đồng đều nhau đâu, nó không đồng đều nhau đâu. Và đặc biệt là đối với ba cái sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và sở hữu chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó họp ở trong tâm đại thiện, thì nó cũng chỉ là bất định và không đồng loạt. Bất định và không đồng loạt. Như thế nào được gọi là bất định? Có nghĩa là lúc có chánh ngữ nhưng mà có khi cũng không có chánh ngữ, chỉ có chánh nghiệp và chánh mạng. Có khi thì có chánh mạng nhưng không có chánh ngữ và chánh nghiệp. Như vậy thì nó khi có, khi không. Khi nào chúng ta khởi cái tâm lên, chúng ta cố gắng ngăn ngừa cái lời nói nó không hay, không đẹp rồi đó, không tốt rồi đó, thì chúng ta có chánh ngữ. Nhưng mà có lúc chúng ta cũng không có, chúng ta lại chú trọng tới chuyện khác. Như vậy thì nếu mà sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà nó hợp ở trong tâm đại thiện thì cũng chỉ là bất định. Và lúc bất định có nghĩa là lúc có lúc không. Và không đồng loạt có nghĩa là có khi chúng ta có chánh ngữ mà không có chánh nghiệp và chánh mạng.
Có khi chúng ta có chánh mạng mà không có chánh ngữ và chánh nghiệp. Có khi chúng ta có chánh nghiệp mà không có chánh mạng và chánh ngữ. Vân vân. Như vậy thì ở đây là bất định và không động loạn. Nhưng mà khi sở hữu bát chi đạo này mà nó hợp ở trong tâm đạo, mà chúng ta thấy là có 20 tâm đạo, nói cho gọn là 4 tâm đạo. Sở dĩ mà nói đến 20 là nói đến chi thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì nó hợp ở trong tâm đạo đó, thì nó hay hoặc là tâm siêu thế, nói chung là tâm siêu thế, mà ở đây là nói đến trong tâm đạo, thì nhất định và đồng loạt. Nhất định phải có. Hả? Tâm thánh đạo phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cho nên là bậc thánh á, chúng ta lưu ý ở trong sớ giải nói rằng là bậc tu đà quân là hoàn hảo về giới rồi. Bậc tư đà a na hàm là bậc tam quả đó, thì là hoàn hảo về định rồi. Bậc a la hán là hoàn hảo về tuệ rồi. Mà chúng tôi đã nói là giới, định và tuệ. Giới, định và tuệ nói trên phương diện tu tập là hợp ở trong tâm đại thiện. Nói trên phương diện tu chứng thì đó là hợp ở trong tâm đạo của chúng ta. Mà sanh ở trong tâm đạo là để sát trừ phiền não. Và ở khi mà sở hữu giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó ở siêu thế, tức là tâm đạo, thì nó nhất định và đồng loạt. Nhất định và đồng loạt. Nhất định phải có sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, có đầy đủ. Và đồng loạt ở đây là có đầy đủ ba cái đó, tức là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng luôn. Vì vậy cho nên là thường ở trong kinh nói rằng đối với bậc A-la-hán ấy, thì là những bậc mà đi trọn vẹn cái con đường phạm hạnh của mình. Và cái căn nhân mà để đưa đến sanh tử luân hồi khổ đau không còn nữa. Không còn nữa. Cho nên nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, và đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Tức là trạng thái của luân hồi sanh tử khổ đau mà không còn. Như vậy thì khi chúng tôi nói đến cái việc mà Đức Phật Ngài nói là thí pháp là thắng thí cao quý hơn tất cả loại thí, hay là ở trong kinh Pháp Cú gọi là pháp thí thắng mọi thí. Pháp thí thắng mọi thí là như vậy. Cho nên là dù chúng ta có bố thí tài vật, cũng cái phước, nếu mà so sánh hai cái lợi đó, thì cái pháp thí là thí thù thắng. Thí thù thắng trong mọi hạnh thí, thì cái thí pháp là cái thí thù thắng nhất. Như vậy thì ở trong cái bài học hôm nay, Đức Phật Ngài dạy rằng điều được gọi là thí thù thắng và vô thượng, và sự phân phát nào được Thế Tôn tán thán với tâm tư tính thành trong ruộng phước tối thượng, bậc trí rõ biết dạy, ai lại không cúng dường, ai làm được cả hai, nói lên và lắng nghe với tâm tư tinh tấn trong lời dạy thiện thệ, lợi ích ấy của họ là tối thẳng thanh tịnh, những ai không phóng dật trong lời dạy thiện thệ. Như vậy thì ở đây đó là hiểu Phật dạy rằng có hai cái pháp thí, hai cái cách thí. Một là bố thí bằng tài vật mà chúng tôi đã trình bày. Hai là bố thí pháp. Như vậy thì pháp ở trên phương diện thế gian này đó, thì chúng ta nói những lời gì tốt đẹp giúp cho người khác có được những cái kiến thức đúng đắn để họ tạo dựng cái nghề nghiệp, hay nói những cái lời gì hiền thiện để giúp cho họ có được sự an vui. Hay là pháp trong cái nghĩa siêu thế, cái nghĩa vượt ra, thì chúng ta phải giảng dạy đến với chánh pháp, giáo pháp. Đó là con đường bát chánh đạo, hay nói cách khác tức là con đường giới, định và tuệ. Và một vị hành giả tu tập là nương vào, thực hành vào giới, định, tuệ đó để hướng đến cái sự giải thoát. Thì cái bố thí pháp đó đó là bố thí cao thượng nhất. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư tu nữ Phật tử chúng ta được an vui ở trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thủ, chúng con kính tri ân Thường Tòa Pháp Tăng đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thường Tòa Pháp Tăng. Và con kính thỉnh Thường Tòa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bạch đến sư. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nupha vena sada sati bhuvan trute. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nupha vena sada sati bhuvan trute. Bhagavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nupha vena sada sati bhuvan trute. Tất cả phương pháp ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự tinh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thường Tòa Minh Hạnh, Thường Tòa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề. Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dân. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, điều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn lại thông thường, nón thai thấp quá khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đo đài. Cầu cho hưng thanh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao. Những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống.